Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày đầu tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Đêm và dạng sáng những ngày đầu tháng 8 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Dự báo ngày mùng 1 tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông; cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 170 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa rông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mùng 3 tháng 8, thời gian mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực vùng trũng thấp đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh từ ngày mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 8 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, ngày nắng gián đoạn. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.